Rồi lại xin chào toàn thể các anh em có liềm đam mê yêu thích bẫy chim trăng nghịch bằng thòng nhé. Thì trong một cái buổi đi đánh trăng nghịch thì cũng xin chia sẻ đối với anh em mới chơi một chút là cách chọn địa hình bẫy chim trăng nghịch, cũng như là cách chọn cái thời gian bẫy chim trăng nghịch, thời điểm nào nó sung nhất. Thì anh em có thể thấy là địa hình hiện tại thì cánh đồng lúa ngoài trước mặt đây này anh em này, đấy thì người ta gặt hết rồi, bà con nông dân gặt hết rồi, thì con chim trăng nghịch này nó sẽ dồn lên những cái múi bờ như thế này, cũng như là cái cánh đồng màu, cái cánh đồng nó cao có những cái ruộng lạc hoặc là những cái ruộng ngô như thế này anh em này. Đấy thì hiện tại bây giờ nó lên đây là nó ghép đôi, là nó đẻ trên khu vực này. Hiện tại bây giờ đánh rất là dễ. Còn cái thời gian mà đánh cái con chim trăng nghịch ấy, thì thời gian mà đánh sung nhất mạnh nhất thì anh em lên chọn vào cái thời gian vào lúc sáng sớm. Hiện tại thì bây giờ là tháng 4 âm lịch rồi, thì anh em lên đi từ tầm khoảng 6 giờ sáng đánh đến tầm 11 giờ trưa. Còn về chiều thì anh em đánh từ 4 giờ chiều đổ xuống nhé. Về chiều thì anh em chọn những cái chỗ mà chim nó ngủ ấy. Anh em đánh trực tiếp ở cái khu vực gần nó chỗ nó ngủ thì là ok. Còn con chim thì xuống đây đã thấy nó kêu đầy rồi anh em ạ. Đấy, ngày hôm qua mưa thì hôm nay chim nó rất là sung. Bây giờ chỉ có bảy bố trận địa rồi cắm thòng là chơi thôi. Đấy, chơi thì em sẽ quánh ở đây, nó kêu đây. Chắc nó đẻ đây. Đấy, đánh thì bây giờ thì sẽ chọn cái góc ruộng này. Đấy, đánh ở cái góc ruộng thì cái tỷ lệ nó được rất là cao, bởi vì con chim nó sẽ đi vào sườn nó đấu hoặc là đi từ trên đây nó xuống này. Bây giờ thì sẽ chọn vị trí thích hợp anh em nhé. Vị trí thích hợp thì ở khu vực đây thì cũng mũi cái bờ trên kia. Bờ trên kia đánh thì khả năng nó ra. Bây giờ thì em sẽ cắm thòng nhé. Cắm máy quay vị trí cố định quay cho anh em xem cái kèo này. Thank you.
kèo này sấp đôi anh em nhé. Đấy, đánh đơn giản, mùa này nó ghép đôi đánh dễ lắm anh em ạ. Đấy, một con, hai con. Đấy, quay qua cho anh em cái trận địa nhé. Đây, đánh cứ ngâm rồi, kệ được cứ bỏ đấy anh em. Bây giờ được cả đôi thì mình bắt, giống này nó ngu mà. Con này khá là béo, con này cũng khá là béo anh em ạ. Đây là một đôi. Ở với cái giá thành hiện nay thì nó là 35.000 một con, thì như thế này là cũng được 7 xịch rồi anh em ạ. Kèo đầu thế là ok rồi. Còn về chim mồi đi, chim mồi đá cho bừng hết luôn, chim mồi già anh em nhé. Đánh hôm nay điều khiển từ xa, còn thòng thì cách cắm thòng ăn cả đôi thì đây anh em tham khảo. Đánh một cái sát đây thì nó chạy từ trên đây xuống nào vào chết này, còn đây nào vào chết này, còn những cái chỗ này thì mình đánh sơ cua. Đấy, rất là đơn giản thôi mà hiệu quả kinh tế đem lại khá là cao so với đi đánh con này anh em nhé. Đấy, một cái video đi đánh trăng nghịch thì cũng xin chia sẻ đối với anh em mới chơi cách chọn địa hình cũng như là cái thời gian nào đánh chim nó căng nhất. Để anh em nào xem cái video này thấy hay thì hãy ấn đăng ký ủng hộ kênh. Còn anh em nào mà cần cái bộ đồ để đi đánh trăng nghịch này thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp cho bên cơ sở em đấy, hỗ trợ anh em tiếng đánh ngày nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái kèo đánh tiếp theo.